Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhất Long Audio Hà Nội. Quý vị và các bạn quan tâm xin mời quý vị và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ để cập nhật những sản phẩm mới nhất bên em thông báo lên hàng ngày. Và hôm nay cũng như thường lệ em xin giới thiệu và gửi đến quý vị và các bạn một model rất là hay trên thị trường bây giờ và được nhiều anh em rất là ưa chuộng, đó là đôi loa JBL có model là 4425 tay voi. Và hôm nay em về được hai cặp loa JBL 4425 tay voi và để làm video giới thiệu cũng như test sản phẩm cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn là hai đôi loa JBL tay voi 4425 và em đang trồng lên, và em sẽ bây giờ sẽ đi quay vào chi tiết cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Và một đôi căng nâu bên trên và đôi dưới là đôi căng xanh. Đây là một trong model rất là hay trong tầm giá và rất là dễ ghép âm ly. Và bây giờ em sẽ đi quay vào chi tiết cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Vâng, trước mặt quý vị và các bạn là đôi loa JBL model là 4425 Studio Monitor. Đây là dòng loa kiểm âm này, rất là hay luôn. Và em sẽ mở căng. Rất là đẹp luôn các bạn nha. Loa thì là loa bát bằng giấy và gân là gân mút, rất là đẹp luôn. Những dòng gân mút này là rất là dễ đánh, và ngoài ra còn có hai lỗ thông hơi hai bên. Em mở nốt cái căng này cho các bác xem. Đấy. Đây là tay voi thôi nha, tay voi. Đây là dòng này rất là đánh rất hay luôn. Em sẽ quay cái phần sau cho các bác xem. Thùng quách thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Đây, thùng quách thì rất là đẹp luôn. Hậu nhất là rất là đẹp. Bác nào có nhu cầu xin thì liên hệ theo số điện thoại em đăng ký trên kênh. Và quý vị và các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Và đây em sẽ giới thiệu luôn cặp bên này cho các bác. Và ngoài ra bên em còn rất nhiều các sản phẩm audio phục vụ các bác chơi nhá. Nên là bác nào cần cái model nào thì nếu không ngại thì cứ alo cho em. Thì em sẽ tư vấn cũng như là em giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Đây, bên này thế mát toàn giấy rất là đẹp luôn. Gần mút rất là dễ đánh, dòng gần mút dễ đánh luôn. Bốn bốn hai năm Studio Monitor. Đây là dòng loa kiểm âm phòng thu các bác nhé. Phòng quách rất là đẹp luôn. Ngoài ra những dòng này nó còn có hai cái hệ tinh chỉnh. Đấy, hai hệ tinh chỉnh và chép và chung. Rất là tiện lợi cho bác nào cứ mình nghe ở cái mức độ nào thì mình chỉnh hướng một mức độ đấy, như đây tăng giảm này. Chữ âm 7 đây. Đấy, nó từ cái min này, min với max là cao nhất. Cái đại hệ min này, max là cao nhất. Vâng, video giới thiệu sản phẩm đến đây em xin dừng. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ. Đây bên em còn rất nhiều sản phẩm nữa nha. Đầu đĩa em cũng có những dòng đầy rất là cao luôn. Acufei, đây là đế nông ba đăng. Vâng, video đến đây em xin dừng tại đây. Quý vị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ, em xin cảm ơn.